Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 3 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Với chủ đề của cái phần 3 này là Thái Mai Tăng Lão Chư Chu Hổ Chủng Sư Rơ Mình đọc lại một lần nữa ha. Thái Mai Tăng Lão Chư Chu Hổ Chủng Sư Phiến Rơ Rồi bây giờ cái nghĩa của cái đoạn này như thế nào? Thì mời mọi người chúng ta cùng tìm hiểu cái bảng từ mới trước Xong rồi quanh lại mình sẽ giải thích cái ý nghĩa của cái cái từ đề này Và chúng ta bắt đầu vào bài Như vậy là chúng ta sẽ vào trong cái phần từ mới nha Đầu tiên chúng ta có từ Thái Duyển Thái Duyển là Thái Nguyên Tên một cái thành phố tức là Thái Duyển Sư Tên thành phố ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc kế tiếp ta có từ mai tăng lỗ mai tăng lỗ là một cái danh từ riêng là mcdonald à, mcdonald mấy cái cửa hàng mà bán thức ăn nhanh á đó, nó gọi là khoai xanh à, fast food là khoai xanh mai tăng lỗ mcdonald từ thứ ba chúng ta có đó là từ hủa hủa là sống thì ở trong tiếng hoa nó có mấy cái từ để thể hiện cái nghĩa là sống hủa này là sống là ngược lại với chết Ví dụ dĩ hải hổ chứ là cá còn đang sống Hổ dĩ là cá sống Rồi Còn ví dụ như trái cây nó còn sống Thì sĩ của hải sân Từ sân sẽ sân là học sinh Từ sân nó là sống Còn bố mẹ tôi sống ở Mỹ Thì lúc đó nó sẽ có từ sân hổ Ví dụ thế Rồi mới mốt ta tìm hiểu thêm Bây giờ trong phạm vi của bài Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ hổ này Có nghĩa là sống là ngược lại với chết Là được rồi ta có từ thứ tư ta có từ thứ tư từ sủng sủng là mấy con sâu à, là côn trùng nữa nhưng mà trong phạm vi à, trong phạm vi của bài này sủng là sâu hỏa sủng là những con sâu sống hay là những con dòi sống cũng được nếu trong thức ăn thì là hỏa sủng là mấy con dòi còn sống từ thứ năm là từ diền diện ở đây có nghĩa là diễn xị si là dẫn đến hoặc là gây ra diễn xị si là gây ra ví dụ gây ra những tổn thất rất lớn diễn sĩ hành ta thơ sùn diễn sĩ hành ta sùn rồi cái tiếp nữa chúng ta có từ từ thứ sáu là rơ rơ di rơ đây là nóng là hot á, còn di là chữ nghị là nghị luận này tức là tranh cãi như vậy rơ di là tranh cãi gây gắt là tranh cãi sôi nổi là tranh cãi nóng là một cái vấn đề gì đó rồi rơ di cái từ thứ bảy đó là giảng nữ sư. Giảng là họ dương, nữ sư là bà hay là chị cũng được. Giảng nữ sư là bà dương hoặc là chị dương. Từ nữ sư này là chỉ cho những người phụ nữ thường, ám chỉ là những người có địa vị, những người có học. Thì thường người ta dùng cái từ nữ sư này. Và trong các cuộc họp thì kính thưa quý ông, kính thưa quý bà nó cũng dùng cụm này. Cơ quê sen sơn, cơ quê nữ sư, kính thưa quý ông, kính thưa quý bà. Rồi như vậy ta có từ nữ sư ha. Thì thường trong cuộc họp là cơ quay tai bèo, kính thưa quý vị đại biểu, cơ quay sen sơn, cơ quay nữ sư, rồi cơ quay thủng sư gì đó, à, kính thưa, hoặc là thưa các anh chị đồng nghiệp hay các bạn đồng nghiệp. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 8 là chi rô, chi là gà và chi rô là thịt gà thế thôi. Han bò tức là han bò báo, mình hay dùng từ han bò báo quen rồi han bò cũng được như vậy là chiro han bò có nghĩa là hamburger à, kẹp thịt gà đó ăn với thịt gà kế tiếp ta có từ thứ 10 là từ tung tung là động động đầy nhúc nhích đó là cái nghĩa trong phạm vi của bài này rồi ví dụ như là Hổ sủng hải tung gì đó mấy con bò sống là nó còn đang nhúc nhích nè tung là động đầy nhúc nhích còn ví dụ thì bẻ tung vào tôi tung si bạn đừng có đụng đến đồ của tôi Hai con đừng đụng đến đồ của ba ra vẻ tông bạn cứ ngồi im đừng nhúc nhích nhé rồi từ tung huế nghĩa đó cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 11 một là weibo weibo là cái trang mạng weibo một cái trang mạng xã hội có thể được xem là một trong những trang lớn nhất của trung quốc đó. weibo thứ mười hai chúng ta có một cái cái cách nói chai cái gì đó xa chai xa là trong cái gì đó hoặc là dưới cái gì đó ví dụ dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp chai <laughs> thủng cementer bantrusa chai thủng thủng xẹt hay là thủng cementer bantrusa dưới sự giúp đỡ của các bạn học hay của các đồng nghiệp rồi còn bây giờ nghĩa là trong nè ở trong phạm vi của bài ví dụ như trong cái môi trường như vậy như vậy đó cái bánh cái cái hamburger được sản xuất ra trong cái môi trường nhiệt độ như vậy như vậy rồi này, là chai xe dịch là trong Rồi ở dưới ta có từ thứ 13 là quên tu Quên tu là nhiệt độ Chúng ta lưu ý là khác với từ chi quên Chi Wen là nhiệt độ không khí Nhiệt độ ngoài trời mà đang nói thời tiết á, Thì ta dùng từ chi Wen Ví dụ nhiệt độ của Bắc Kinh là bầy chiến chi wen. Còn quên tu này là nhiệt độ có thể là trong cái lò hơi Ở trong cái à, à, nồi nước hay trong chảo dầu Hay là trong cái môi trường nào khác Chứ không phải môi trường không khí bình thường thì chúng ta dùng từ quanh tu. Kế tiếp chúng ta có từ hoãn chiên là môi trường. Ví dụ cao quanh tu hoãn chiên là môi trường nhiệt độ cao. Hoãn chiên là môi trường. Ví dụ u rành hoãn chiên làm ô nhiễm môi trường. Trâu quẩy hoãn chiên hẳn hộ môi trường chung quanh rất tốt. Đó chúng ta có từ hoãn chiên. Như vậy ví dụ như là ngay chỗ cái từ cái cụm thứ 12 chai xa chai cao quân tu tơ khoản chiến xe trong môi trường nhiệt độ cao chai cao tu tờ khoản chiến xe chai xe Rồi chúng ta tham khảo tiếp nữa quay về chúng ta giải thích cái tựa bài xem thế nào nhé Thay duyện mai tăng lỗ là mcdonald ở thành phố thái nguyên sư chú, chú là ăn phải Sư su hỏa sủng là ăn phải côn trùng còn sống Tức là ăn phải những con sâu hay là những con dòi còn sống Rồi sư phiển thì chúng ta gặp Ở trên cái bài 1 một, phần 1 một rồi Sư phiển là các video clip Như vậy là chư hổ chủng, Sư su hỏa sủng sư phiển là video clip Ăn phải những con dòi sống Của McDonald Thái Nguyên Dìn rơ di là gây tranh cãi gây gắt 啊, cái tựa đề nó là như vậy. Mình sẽ đọc lại ha. Thai mai tăng lão Chư sưu hỏa sủng sư phiến Nhìn rơ yi Sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng vào nội dung chi tiết của bài. Chuy chín là gần đây Ý toàn quan Trung Quốc sáng si sần Mai tăng lão tờ sư phiến Chai hoàng sang là Ý lưu À, chúng ta phân tích từng từng phần một chúng ta thấy có cái cụm dĩ toan thì dĩ toan đó tức là dĩ toan sư hiển một đoạn video clip rồi cái đoạn video clip nó như thế nào thì nó nằm ở phía đằng trước á quan dĩ là liên quan đến Trung của San Si Sơn Thái Nguyên Sư Mai Tăng lão Tờ Sư phỉnh. Như vậy là cái video clip liên quan đến McDonald, McDonald ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Chai Hoàng Sang là ở trên mạng. Tây rỉn Minh khanh là Tây đây là bị nhưng cũng có nghĩa là được. Được mọi người xem. khanh là, đã xem á. Y tiền liêu y sư. Y, y, y đó là 100 triệu. Y tiền liêu y tức là 160 triệu. Y tiền liêu y sư là 160 triệu lần. Nếu như vậy, quy cái cụm này thì chúng ta sẽ dịch là gần đây một đoạn video clip liên quan đến McDonald's ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây Trung Quốc ở trên mạng đã được mọi người xem đến 160 triệu lượt. Chúng ta cùng đọc lại nha. Ý toàn Trung Mai Tăng 在网上被人们看了一点六亿色 Tiếp nữa, sư phiến số, số, chị Dương hoặc là cô Dương hồi nãy mình có giải thích ở trong video clip đã nói. Tha tờ hải con của chị, tăng chi rô han bảo lị. Ở trong hamburger thịt gà Mà con của chị đã mua Ở McDonald Tha tờ hải trừ chai Chai mai tăng lão Rồi mới mài tờ chi rô han bảo lị. Trong hamburger thịt gà Mà con chị đã mua Của McDonald Chí xú là hổ súng à, Chí xú là súng chứ Ăn phải

Tiếp theo nữa, giảng nữ sư si, châu lưu chào sang. Giảng nữ sư si, châu lưu từ châu bằng với từ sinh si nhưng mà thiên về văn viết hơn. Châu lưu là bằng với sinh si lưu, tức là thứ bảy. Châu lưu chào sang tức là sinh si lưu chào sang sáng thứ bảy. Như chị như vậy là chúng ta dịch là chị Dương vào sáng thứ bảy là gì nữa? Trai hoàng sang, quay hải trời, tiện là sư cơ hàn bỏ. Wei hải zhe tức là kề hải zhe Tiền là sư cơ han Đặt cho con Tiền đây là đặt Đặt cho con Bốn Bốn cái hamburger ở trên mạng Chai hoàng sang rồi mới kề hải zhe Tiền là sư cơ han bỏ Han sung to hồ Hamburger sau khi được đưa đến Sung to hồ Tức là sung to gì hồ Rửa là cơ chỉ ăn có hai cái thôi. Trừ là liền cơ, chỉ ăn hai cái. Chúng ta đọc lại cái phần này nhé. Giảng nữ sư, trâu lưu chào sang. Trai hoàng sang quê hải giờ, tiền lấy sư si, cơ hàn bảo. Han bảo sung to hồ, là 只吃了两个. Tiếp nữa, tao là xe vụ là đến chiều, đến buổi chiều. Tao là xe vụ. Tha tờ hải zi tà khai là liền cơ. Hải mỹ chứ tờ hàn bảo. Tha tờ hải zi tà khai là con của chị đã mở ra. À, khai lên là, là đã mở ra mở ra cái gì nè liền cơ hải mỹ sư tờ han bọ tức là liền cơ han bọ hai cái hamburger hai cái hamburger nó như thế nào hải mỹ sư tờ han bọ tức là hai cái hamburger mà vẫn chưa có ăn đó đến buổi chiều con của chị đã mở ra hai cái hamburger à, đã chưa ăn đó giảng nữ sư chiều khan to Giảng nữ sư Chiêu Khanh To Chị Dương đã nhìn thấy Chai han bảo sang trúng tung Chai han bảo sang là Ở trên cái bánh hamburger đó đó tung Có những con sâu Hoặc là có những con dồi Nó đang nhúc nhích Chai tung là đang nhúc nhích Thật là gớm phải không các bạn Nếu mà các bạn ăn phải cái trường hợp này Thì mệt mỏi Hơi mệt mỏi đấy

Chai Weibo sang là ở trên mạng Weibo cao su ta chá là nói với mọi người. Như vậy mà làm nói với mọi người ở trên mạng Weibo. Mời mọi người cùng đọc. Mai tăng lão mấy dồ số, tha mình mai tờ hành bảo dồ quân thị. Ở sư chai Weibo sang cao su ta rồi bây giờ chúng ta xem coi họ nói cái gì nha. Hàn bảo sư trai quân tu hẳn cao tờ hoàn chính xa cho chú lại tờ. hamburger là là cái gì nè? Trai quân tu hẳn cao tờ hoàn chính xa là ở trong cái môi trường nhiệt độ rất cao hồi nãy mình có chai xe đó chai quên tu hành có từ khoảng chiến xe cho lại ta tức là đã làm ra như vậy mình dịch là hamburger được làm ra trong cái môi trường nhiệt độ rất cao số gì han bỏ lị bu khờ nẫn giờ cho nên trong hamburger không thể nào bu là không thể nào dù sủng giờ là mấy con sâu hay mấy con giòi được mời mọi người cùng đọc theo thầy nhé 汉堡是在温度很高的环境下做出来的，所以汉堡里不可能有虫子。t i ế t e 夏天天气太热，夏天天气太热。 mùa hè thời tiết nóng lắm hoặc là rất nóng gì đó thay rơ và hình rơ cũng được mùa hè thì thời tiết rất nóng mình có thể dịch là thời tiết mùa hè rất là nóng yên cái <laughs> bà mỹ sư quản tờ tung si nên mang những cái thứ mà chưa có ăn hết yên cái bà bà là mang cái gì ra mới làm gì bà mỹ sư quản tờ tung xí mang những thứ mà chưa ăn xong phan to pin sang lì bỏ vào trong tủ lạnh phan to mình có thể dùng từ phan chiên pin sang lì cũng được luôn trơ gian là như thế chiêu bổ dung tan xin thì không cần phải lo lắng bổ dung là không cần khỏi phải cũng được bổ dung tan xin là khỏi lo lắng khuy dầu chúng rửa là sẽ bị mấy con dồi mấy con sâu gì đó nữa chúng ta cùng đọc lại nhé. Sa thiên thiên thái rơ gai bà mấy si yung xin khuê yô chống Và tới đây thì mình xin kết thúc phần 3 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả mọi người nhớ cho thầy một like nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để các bạn nhận được những thông tin mới nhất và khi các bạn cho thầy những cái like đó thì thầy post cái video clip lên nó sẽ nhanh hơn nó vượt qua những cái thuật toán của youtube xin cảm ơn mọi người